và Trương Duy Tùng. Hiện tại thì cơ thủ Đỗ Hoàng Quân đang tạm thời dẫn trước một ván thi đấu so với Trương Duy Tùng. Đây là ván thi đấu thứ hai, thể thức của chúng ta sẽ là chạm 9. Cú đánh chưa tốt lắm. Cầu thủ Đỗ Hoàng Quân vẫn đang tỏ ra rất chắc chắn với những cú đánh của mình. Trong khi đó thì có vẻ như là may mắn vẫn chưa thể mỉm cười với Trương Duy Tùng. Tiếp tục là bi mục tiêu rất tốt dành cho Đỗ Hoàng Quân. Và những cập nhật khác cho anh em thì trước đó anh Tuấn còn cũng đã có được một chiến thắng với kết quả 6-9, xin lỗi các bạn, đó là 9-6 trước đối thủ của mình. Trong khi đó thì Valita Văn Linh cũng đã có một chiến thắng tương tự với kết quả tương tự, đó là 9-6. Anh Dương Quốc Hoàng của chúng ta, anh Hoàng Sao thì vừa mới có một chiến thắng có phần hơi vất vả với kết quả là 9-8. Như vậy là đã có ván thi đấu thứ hai ở trong trận thi đấu này dành cho Đỗ Hoàng Quân. Và có lẽ như là quyền phá bóng sẽ thuộc về Trương Duy Tùng ở trong ván thi đấu thứ ba này. Trương Duy Tùng là một cái tên có lẽ là cũng không quá xa lạ với chúng ta, và anh cũng là nằm trong top 16 năm 2022. Có vẻ như là bíceps chưa được khít và đang có những sự điều chỉnh đến từ trọng tài cũng như là bản thân cơ thủ Trương Duy Tùng. Đối thủ của Trương Duy Tùng ngày hôm nay đó là Đỗ Hoàng Quân, thì là một trong top 16 của năm nay, năm 2023, ở vòng 1. Điều đó phần nào đã được thể hiện rất rõ ràng ở trên bảng kết quả thời điểm hiện tại, khi mà Đỗ Hoàng Quân đang có một kết quả tốt hơn. Sẽ cần phải kiểm tra lại mặt bi thêm một lần nữa. Vẫn chưa khít anh ạ. Vâng, như vậy là Duy Tùng vẫn có những cái lắc đầu. Anh xem như nào, sếp hộ em cái.
Không biết là có tính sẹo cho trọng tài không, kiểu ba sẹo đổi trọng tài. Khả năng cao là sẽ có một cái tình huống mà cần phải update thêm luật đổi trọng tài. Anh tài xếp đang chưa thực sự là khít bi cho lắm, và sẽ hơi tốn thời gian của Duy Tùng cũng như là Đỗ Hoàng Quân một chút. Ngày hôm nay thì dự đoán sẽ là một ngày thi đấu khá dài, thì mà với một lịch thi đấu rất dày đặc, lịch thi đấu cũng như là một vài những thông tin khác liên quan đến giải đấu và tuyển thủ, bọn mình đều đã update liên tục ở trên fanpage billiard.vn. Các bạn có thể theo dõi fanpage của bọn mình để nắm bắt rõ hơn về những biến động xoay quanh giải đấu. Rồi, như vậy thì rất may mắn cho trọng tài khi mà trọng tài sẽ không bị sẹo thứ ba, và đây sẽ là cú phá dành cho Trương Duy Tùng. Rồi, một cú phá tốt. Như vậy đã có bi mục tiêu lăn xuống lỗ. Vừa rồi thì là cơ hội đánh dành cho Đỗ Hoàng Quân, nhưng cơ thủ Đỗ Hoàng Quân vừa mới tung ra một cú đánh không tốt lắm. Oh wow. Một cú chém mượn má rất tốt của Duy Tùng. Một cái gật đầu công nhận của Đỗ Hoàng Quân dành cho Duy Tùng. Một cú chém với độ chính xác cao và một sự tập trung cũng rất cao độ nữa. Tiếp tục sẽ là bi mục tiêu số 3 dành cho Duy Tùng. Một hình bi rất tơi và có lẽ sẽ không phải là một hình bi mà khiến cho Duy Tùng phải tốn quá nhiều sức. Bi số 3 rất tốt. Nhìn thấy con bi 4 hơi khó khăn một tí. Và bây giờ thì Duy Tùng sẽ phải đau đầu một chút. Những tình huống điều bi thực sự rất quan trọng, và chỉ với một chút sai lệch thôi, Duy Tùng đã cảm thấy đau đầu hơn rất nhiều. Cần còn 4 không thành công. Rất đáng tiếc dành cho Duy Tùng. Và thậm chí còn là một cú sắp cỗ.
chặt đùi cho Đỗ Hoàng Quân. Làm rất lịch sự ấy từ Duy Tùng khi mà Đỗ Hoàng Quân ngắm về phía Duy Tùng đang ngồi, và ngay lập tức Duy Tùng đứng dậy, di chuyển ra khỏi vị trí ngắm của Đỗ Hoàng Quân. Một phép lịch sự đến từ những cơ thủ của chúng ta. Thực sự như vậy. Trong một không gian thi đấu của nhà thi đấu và thực sự là không quá rộng rãi thì những cái cử chỉ lịch sự như thế này lại khiến chúng ta yêu bộ môn billiard này nhiều hơn. Và có lẽ là Đỗ Hoàng Quân sẽ tính tới một tình huống đánh thủ bi khi đây là một hình bi rất xấu với con bi mục tiêu số 7. Đúng là như vậy rồi. Tiếp tục là một tình huống tìm đường cân nữa. Ngày hôm nay thì có vẻ như là Duy Tùng đã để quên chiếc cân của mình ở nhà. Những tình huống cân của Duy Tùng nó chưa thực sự là quá tốt. Trước đó là con bi mục tiêu số 4. Và bây giờ thì bi mục tiêu số 7 nó còn khó hơn rất nhiều. Như vậy là Hoàng Quân cũng đã mắc lỗi trong tình huống đánh vừa rồi. Một cú ra gậy rất mạnh. Nhưng độ chính xác thì lại không cao lắm. Lực cộng 99 nhưng mà chính xác thì lại trừ mất 20. Cơ hội sẽ được nhường lại cho Duy Tùng. Cơ hội để Duy Tùng có thể có được cho mình điểm số đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Một cú ra ngọn mà có lẽ là đã thiếu đi một chút bình tĩnh đến từ Quân. Và bây giờ thì Duy Tùng lại vừa mới điều con cái về sát băng. Thêm một sự khó khăn nữa dành cho Duy Tùng với những tình huống điều bi hơi lỗi một chút. Cú sửa của Duy Tùng. Ôi không được rồi. Duy Tùng và Hoàng Quân đang liên tục làm TikTok rất nhiều. Những tình huống lắc. Lắc phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Đây sẽ là điểm số thứ 3 dành cho Đỗ Hoàng Quân ở trong trận thi đấu này. Những cú ra ngọn thiếu đi đôi chút sự chính xác. Có lẽ là phần nào chúng ta đã thấy được hình ảnh của mình ở trong đó. Những cú đánh mà cái lắc lỗ phải tầm 20 lần, quay được 30 cái clip TikTok, xong nó lăn ra ngoài và không vào. Có lẽ là với nhiệt độ như thế này ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là sẽ không có nhiều những cái sự cóng dành cho các tuyển thủ. Và nếu như có đánh trượt thì có lẽ chỉ là họ đang thiếu chính xác thôi. Mà tầm này không thể cóng được rồi các bạn ạ.
giải đấu của chúng ta, vòng 2 giải vô địch quốc gia được diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và với cái nhiệt độ khoảng tầm 5.000 độ C như Hà Nội ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là đầu cầu Phan Thiết cũng sẽ nóng hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở nơi đang diễn ra giải đấu của chúng ta. Một cú phá tốt đến từ Hoàng Quân và lần này thì Bi đã đủ bếp rồi. Vừa nãy thì Duy Tùng phá tốt, có bị mục tiêu lăn xuống lỗ nhưng lại rất đáng tiếc đó là không có đủ bếp để có thể nhóm lửa và nấu cơm. Bị quá sát nhau và bắt buộc phải đưa ra một tình huống xử lý như vậy. Nhưng không có Bi mục tiêu dành cho Hoàng Quân. Cơ hội được nhường lại cho Duy Tùng. Sự bắt đầu khởi động lại cho mình cái cẳng tay rồi. Có vẻ như là Hoàng Quân cảm thấy là cái cổ tay, cái khuỷu tay của mình nó không còn là của mình nữa. Anh vừa phải có chút warm up lại, văng qua văng lại để có thể là kiểm tra dầu nhớt bôi trơn các thứ là đã ok chưa. Trong lúc Hoàng Quân đang tỏ ra rất thư giãn ở ngoài ghế chờ thì Duy Tùng cũng đang tỏ ra rất là đau đầu. Nhìn hình Bi nó cứ bị sao sao ấy. Duy Tùng bảo khó luôn đấy chứ nhỉ. Và vẫn phải tung ra cú đánh đến từ Duy Tùng mà thôi. Thủ Bi là điều dễ hiểu và không có gì lạ cả. Hai và ba đang là một hình Bi mà sẽ rất là khó để cho các tuyển thủ của chúng ta xử lý một cách dễ dàng, đặc biệt là với con Bi số 1 nãy giờ nó đang như thế kia. Và cú a băng vừa rồi là chưa tốt để tìm một, rất đáng tiếc dành cho Hoàng Quân. Và bây giờ thì cơ hội để cho Duy Tùng có thể gỡ 2 và 3, đặt Bi thì một chết chắc rồi. Một cú lét nhẹ nhưng nó cũng không nhẹ lắm các bạn ạ. Một cú cú lét nhẹ nhưng nó lại không nhẹ lắm. Con Bi cái nảy nở tình yêu với con Bi số 3 và bây giờ thì chúng nó yêu nhau, thế là tự nhiên lại đau đầu, nó ôm lấy nhau. Chết tôi đi đâu bây giờ, khó luôn dành cho Duy Tùng, khó luôn dành cho Duy Tùng. Ở tình huống này thì sau khi mà tung ra cú cù lét lỗi như vậy thì Duy Tùng chỉ có thể là a băng tìm hai, hoặc có thể là tây hơn một tí là tung ra cho mình một cú mất xe chẳng hạn. Tìm được hai rồi, đưa cái đi tìm hai, rất vất vả để cho Duy Tùng. Bây giờ thì cơ hội sẽ được giành lại cho Hoàng Quân. Không biết là do góc máy quay hay do mắt tôi có vấn đề mà nhìn cái đầu gậy của Hoàng Quân có vẻ hơi to. Vâng, một cú đánh thủ Bi tốt. Còn Bi cái trước đó nó nằm ở một vị trí xấu sau khi mà Duy Tùng dùng cú A băng để tìm hai. Và bây giờ thì thực ra nó sẽ là một cơ hội chưa hẳn là đã hết dành cho Duy Tùng.
Không được rồi. Cú giấu bi nó phải gọi là phơi phới đến từ vị trí của Hoàng Quân, nhưng sau đó thì Duy Tùng lại tiếp tục đưa con hai lắc lỗ năm. Và ôi lết khó thế anh ơi, đổi em cái lết với anh ơi. Vâng, ngay lập tức thì có lẽ là cần những sự can thiệp đến từ trọng tài để có thể đổi đi cái lết này. Không tốt. Cú đánh có lẽ là vẫn tiếp tục là hơi mạnh đến từ vị trí của Hoàng Quân. Và cơ hội sẽ được giành lại cho Duy Tùng thêm một lần nữa. Đây là một cuộc đối đầu rất căng thẳng. Duy Tùng thì là top 16 năm ngoái, còn Hoàng Quân thì là top 16 năm nay. Rồi, ổn rồi. Cái vẫn lăn hơi mạnh. Cái vẫn lăn hơi mạnh một tí. Cầu thủ đội Hoàng Quân của chúng ta đang tỏ ra rất có lẽ là chíu khọ một chút với cơ thể của mình, khi mà nãy giờ thì phải liên tục khởi động và tìm lại cảm giác. Bi vẫn đang rất đẹp dành cho Duy Tùng để có thể mang về điểm số đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Cần một sự chính xác với con bi mục tiêu này. Tốt, rất tốt. Hết hình rồi. Đây có lẽ sẽ là điểm số đầu tiên dành cho Duy Tùng mà thôi. Đỗ Hoàng Quân sẽ phải tiếc nuối với những cơ hội mà đối thủ đã trao cho anh. Nhưng anh không thể biến nó thành điểm số tiếp theo được. Rất thẳng rồi. Có lẽ là không cần phải nhìn gì nữa đâu anh ạ. Đang cố gắng tìm kiếm một cái bộ nó thoải mái nhất có thể. Nóng hộp con bi số 9. Và đây là điểm số đầu tiên cho trận thi đấu dành cho Duy Tùng. Một trận đấu có lẽ là rất căng thẳng với anh trọng tài. Khi mà trọng tài bị Duy Tùng pressing liên tục với những cái tình huống mà xếp bi không thực sự tốt. Còn những sai lầm của hai tuyển thủ thì đều đã được tận dụng bởi đối phương. Có lẽ là người tiếc hơn sẽ là Hoàng Quân. Thực sự là như vậy. Những cái sự tiếc nuối dành cho Hoàng Quân là điều dễ hiểu, khi mà chính bản thân Hoàng Quân cũng đã bỏ lỡ những cơ hội mà đối thủ trao cho anh. Xin chào anh em nhé. Xin chào anh em. Xin chào tất cả mọi người. Những thông tin về giải đấu cũng như là lịch trình thi đấu của các tuyển thủ, rồi thì những thông tin bên lề, những thông tin về những giải đấu trong tương lai, bọn mình đều sẽ update ở trên fanpage BDS Full VN. Anh em đừng quên là để lại một follow cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể theo dõi sát sao nhất. Xách nhẹ cái quần lên đánh cho nó vào cầu. Duy Tùng sẽ phải tiếp tục ra check bi lại. Thôi. Vâng, như vậy là ông già luôn ngoài để tôi tự xếp. Và như vậy là Duy Tùng đã chạm tay vào những con bi để có thể tự xếp cho mình. Cảm thấy pressing trọng tài không đủ, Duy Tùng sẽ là người tự xếp bi, tự đánh. Và rất may mắn cho anh trọng tài khi sẽ không có sẹo thứ ba để bị đổi trọng tài. Sẹo thứ ba đổi trọng tài thì nghe căng quá.
phá rồi. Rồi một cú phá không có bi mục tiêu xuống lỗ nhưng có lẽ là đã đủ bếp, rất đen dành cho Duy Tùng. Thực sự là rất đen. Có lẽ là nhảy rồi. Để lấy cho mình chiếc gậy nhảy đến từ đó Hoàng Quân. Đúng là như vậy. Đây sẽ là cú nhảy của Đỗ Hoàng Quân. Đỗ Hoàng Quân. Một cú nhảy trúng bi mục tiêu. Nhưng rất đáng tiếc không có bi mục tiêu làm số lỗ dành cho Hoàng Quân. Cảm giác là cơ thể của Đỗ Hoàng Quân vẫn chưa thực sự nhập cuộc tốt cùng với đôi mắt của bộ não. Nãy giờ thì Đỗ Hoàng Quân liên tục khởi động ngoài đường biên. Thế nhưng mà Hoàng Quân vẫn đang có được 3 điểm, dẫn trước 2 điểm so với những gì mà Trương Duy Tùng đang có ở trong trận thi đấu này. Ấy, một tình huống chạy bi không tốt. Mình bi số 2 và mình bi số 3 đang không thực sự là đẹp lắm. Nếu có thể ăn được bi mục tiêu số 1 này. 2 đang ôm vào 6 và 3 thì khá sát băng. Đây sẽ là cú đánh của Đỗ Hoàng Quân. Rất chuẩn xác. Một cú đánh chuẩn xác với ý định đưa cái về phía bi mục tiêu số 2 và bi mục tiêu số 6. Để có thể gãi hai con bi này ra. Nhưng hơi đáng tiếc một chút. Con cái nó lăn chỉ thiếu khoảng tầm 5 phân thôi. Chưa thấy gọi con bi mục tiêu số 6 nhưng đã có bi mục tiêu số 6 dành cho Đỗ Hoàng Quân rồi. Một cú chém không tốt đến từ Đỗ Hoàng Quân. Và có lẽ là vẫn sẽ còn đường dành cho Trương Duy Tùng. Trương Duy Tùng đang phải di chuyển và nhìn xem là còn đường không. Nếu như còn đường thì vẫn có thể tung ra cho mình một cú chém với góc bi như thế này. Còn nếu như không còn đường thì Duy Tùng có thể đánh theo kiểu gọi là châu Âu, hay chúng ta vẫn gọi là đánh tây, làm quả A băng chết hai. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi anh em ạ. Đúng là một cú A băng nhưng đó là chết cái. Rất đáng tiếc dành cho Duy Tùng.
Rất đáng tiếc. Một cú A bằng nhưng nó là chết cái. Tận dụng tốt những sai lầm của đối phương. Và Hoàng Quân đang băng băng đến với điểm số tiếp theo của mình ở trong trận thi đấu này. Rất tốt. Tiếp tục là bi số 7 và bi số 8 cũng như bi số 9 hết hình. Hết hình rồi. Trôn nhẹ sau đít 9 rồi. Trôn con 8 và con 9 vào chung một lỗ, điểm số thứ 4 ở trong trận thi đấu này dành cho Đỗ Hoàng Quân. Anh Quân ngồi ngoài vẫn đang khởi động rất nhiều. Trong khi đó thì anh Tùng đang bổ hóng một chút chuyện ở bàn bên. Cả hai anh đều đang có hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh Tùng vẫn đang nhìn sang bàn bên kia. Các anh cũng đã đều có tuổi rồi. Và đôi tay, đôi vai của các anh nó đã không còn được như ngày xưa nữa. Phải khởi động nhiều hơn thì nó bắt đầu nó mới kiểu trơn được, nó mới có thể gọi là vào guồng được, vào cầu. Đây sẽ là tình huống phá dành cho Đỗ Hoàng Quân. Một cú phá tốt, đã ngay lập tức có một bi chui tọt vào lỗ rồi. Vì hơi khó khăn một tí với những bi mục tiêu đầu tiên. Có lẽ sẽ là một cú đánh thủ bi đến từ Đỗ Hoàng Quân. Không, như vậy là cắt lỗ 10 điều cái về. Tuyệt vời. Cú xử lý rất tốt của Đỗ Hoàng Quân. Nghĩ được đã khó nhưng làm được thì nó còn thực sự là tuyệt vời hơn. Có lẽ là những cú đánh này sẽ mang lại đôi cánh cho Đỗ Hoàng Quân để có thể bay cao hơn trong trận thi đấu này. Bay rồi. Rất khít. Hết hình rồi. Có vẻ như là sau khi khởi động rất nhiều ở ngoài đường pit thì bây giờ anh Quân đang quay trở lại. Đôi tay của anh đang dần thanh thoát hơn.
lăn hơi mạnh một chút, một nụ cười có vẻ là tiếc nuối với con bi cái này, nó lăn hơi mạnh một chút. Rồi, phủ bi. Chỉ còn hai bi mục tiêu cho Trương Duy Tùng mà thôi. Và có vẻ như với cái nắng cái nóng của thành phố Phan Thiết thì các cơ thủ của chúng ta đang tỏ ra hơi mất mồ hôi một tí. Sẽ là đau đầu với con bi mục tiêu số 8 này đây. Như vậy là Trương Duy Tùng đã nghĩ đến một tình huống cân bằng, nhưng rất đáng tiếc, thêm một lần nữa thì mọi thứ lại không như những gì mà Duy Tùng đang muốn. Rất đáng tiếc dành cho Duy Tùng. Thực sự là rất khó khăn rồi. Trong một tiết trời oi bức như thế này, áp lực đến từ đối thủ, áp lực đến từ nhiệt độ trong phòng, trong nhà thi đấu, và áp lực đến từ điểm số thứ năm dành cho Đỗ Hoàng Quân. Một cái thở dài nhẹ nhõm của anh Quân khi mà cú điều bi để ăn bi mục tiêu số 8 cũng chưa tốt lắm, khiến anh phải tung ra một cú đánh thủ bi. Anh em kêu gọi cân, anh em kêu gọi cân bằng cho sợ. Tầm này thì đang bị dẫn trước, nếu như mà anh Tùng sẵn sàng cân bằng và nó có thể vào được thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái sự giải tỏa tâm lý rất là lớn dành cho bản thân của cầu thủ Trương Duy Tùng. Thêm một lần nữa thì anh Trương Duy Tùng sẽ phải tiến ra và tiếp tục cái thủ tục gọi là check va của mình. Bình thường thì các trọng tài sẽ là người check va tuyển thủ, nhưng sau khi xếp bi xong thì các tuyển thủ mới là người check va trọng tài. Anh trọng tài có vẻ là rén rồi, rất cẩn thận, ngắm nghía rất kỹ trước khi mà giao lại cái hình bi này dành cho anh Trương Duy Tùng. Vâng, anh vào check cậu em cái. À, có vẻ là ổn rồi. Đây sẽ là tình huống phá bi dành cho Trương Duy Tùng. Một cú phá tốt nữa. Lần này thì không còn lo cái vấn đề bếp núc gì cả. Đã có bi mục tiêu lăn xuống lỗ nhưng... Anh Tài cho em nhìn hình bi với được không ạ? Và đúng là như vậy. Nhưng bi cái và bi một đang rất xấu. Có lẽ là sẽ phải nghĩ tới một cú đánh an toàn. Anh Tùng vẫn đang liên tục tìm kiếm con đường để có thể đưa được bi cái chạm bi mục tiêu. Vẫn chạm được bi số 1 và tung ra luôn cho mình một tình huống đánh, đó là thủ bi.
cú thủ bi không quá khó đối với cả anh Đỗ Hoàng Quân. Hơi phơi rồi. Vâng, với góc cam như thế này thì có vẻ như là bi mục tiêu số 1 đã hơi xê dịch về dưới bàn một chút. Anh Quân ở ngoài đã phải bổ sung cho mình một chút năng lượng với những thanh kẹo. Với lịch thi đấu của hai ngày cuối tuần khá dày đặc thì có lẽ là những cái thực phẩm bổ sung năng lượng nhanh nó sẽ là người bạn cực kỳ quan trọng của tuyển thủ, ngoài những cái gậy và cục lơ nữa. Một cú vẫy tay, một cú vẫy tay của anh Trương Duy Tùng. Có lẽ là Trương Duy Tùng đang muốn nói với đối thủ của mình rằng tôi thủ bi nó là không may thôi. Vậy Đỗ Hoàng Quân sẽ quyết định sử dụng chiếc gậy nhảy trong tình huống này. Phải ngắm nghía rất kỹ trước khi tung ra cho mình cú đánh. Và đây là cú nhảy của Đỗ Hoàng Quân. Hơi thiếu chính xác một chút, rất đáng tiếc. À, cũng không được. Và bi số 1 của Trương Duy Tùng nó chết lỗ đằng này. Vâng. Một nụ cười nở ra trên môi của Trương Duy Tùng khi mà anh cũng không tin được rằng con bi mục tiêu của mình nó đã chết ở một cái lỗ khiến cho anh cũng bất ngờ. Rất đẹp với bi mục tiêu số 2. Và cập nhật nhanh cho anh em một chút về kết quả của những trận đấu diễn ra vào sáng nay. Cầu thủ An Nhiệt đã có một chiến thắng trước Nguyễn Văn Tuấn. Trong khi đó thì Tuấn Con có một chiến thắng trước Nguyễn Văn Dũng. Valita Văn Linh cũng đã có được một chiến thắng với kết quả 9-6. Và có lẽ cơ thủ mà rất nhiều người quan tâm đó là Dương Quốc Hoàng cũng đã có được cho mình một chiến thắng 9-8 trước cơ thủ Ngô Quang Trung. Vừa rồi là lỗi của Duy Tùng và bây giờ thì sẽ là cơ hội đặt bi dành cho Đỗ Hoàng Quân. Không có gì khó khăn cả. Hình bi này là hình bi có lẽ là Đỗ Hoàng Quân sẽ đưa hết rồi. Mọi thông tin về giải đấu cũng như các tuyển thủ và thông tin bên lề, mọi mình đều sẽ cập nhật trên fanpage BFFullVN. Anh em hãy theo dõi fanpage để có thể tiện cập nhật cho mình những cái thông tin anh em nhé.
Rồi 8-9 bây giờ thì chỉ là con số đối với Đỗ Hoàng Quân thôi. Chiến thắng thứ 6, điểm số thứ 6 ở trong trận thi đấu này dành cho Đỗ Hoàng Quân. Có lẽ là anh Duy Tùng đang rất tê rồi. Vòng 2 giải vô địch quốc gia của chúng ta được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao Phan Thiết, tại thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Đây là cú phá của Đỗ Hoàng Quân. 2 bi. Ngon rồi. Nhưng mà cũng không ngon lắm anh em ạ. Bi số 2 đang xấu. Bếp đã có đủ 3 bi. Vậy là Đỗ Hoàng Quân sẽ tìm kiếm một tình huống đánh an toàn. Cơ hội được nhường lại cho Duy Tùng. Không phải là một góc đánh khó, nhưng cơ hội để ăn bi, điều cái. Sẽ cần phải được tính toán đến từ Duy Tùng. Không. Như vậy thì Duy Tùng đã mời anh Hoàng Quân rồi. Đỗ Duy Tùng đã... À, xin lỗi các bạn, đó là Trương Duy Tùng đã mời Đỗ Hoàng Quân. Những giọt mồ hôi đã chảy ra trên tấm áo màu vàng của Đỗ Hoàng Quân. Tôi chắc một điều là như vậy. Không được. Trong nhà thi đấu có vẻ là nhiệt độ đang khá cao. Đó, ướt hết lưng áo luôn các bạn. Ướt hết lưng áo luôn. Hình bi... Ok. Hình bi này được. Con 2 được, con 3 được. Tây thì có thể cộng 3 và 6. Không nữa thì có thể nghĩ 3 tới một lỗ khác. Đây sẽ là con 3 lỗ 10 dành cho Trương Duy Tùng. Rất tốt. Chắc là sẽ không quá khó khăn với hình bi này đâu.
Duy Tùng cần thời gian để có thể gia tăng cái sự chính xác của mình trong những cú đánh mà thôi. Hết hồn. Không có khó khăn gì với mục tiêu số 6 cả. 7, 8, 9. Đây có lẽ sẽ là điểm số thứ hai. Điểm số thứ hai của Trương Duy Tùng ở trong trận thi đấu này. Một bi nữa thôi. Điểm số thứ hai đây rồi. Điểm số thứ hai rất đơn giản dành cho Trương Duy Tùng. Bắt đầu có những điểm số như thế này thì Trương Duy Tùng mới có thể mượt mà hơn trong những cú đánh sau được. Và như vậy là lại không tốt rồi. Trương Duy Tùng đã tiếp tục lắc đầu. Những cái hình bi xếp không xếp, không, xin lỗi các bạn, đó là xếp không xít, không khít sẽ là một cái yếu tố trực quan có thể ảnh hưởng đến những cú phá bi của các tuyển thủ. Ui, một cú phá và trên bàn chỉ còn 6 bi mà thôi. Một cú phá rất tốt đến từ Trương Duy Tùng. Cú phá tôi lại nhớ đến cú phá năm nào của Xuyên Văn Buôn Ninh với 10 bi phá còn 4, rất ảo ma ca đa, phá ổn rồi, hình bi tơi rồi. Bây giờ thì Duy Tùng sẽ đi chấm như thế nào đây? Bi mục tiêu số 2 trước đã, rất hay. Vâng, đúng là một tình huống pressing trọng tài thành công. Thực ra thì ngày hôm nay thì Duy Tùng cũng thực sự là đã pressing trọng tài rất nhiều lần. Có thể là chỉ một khe hở nhỏ thôi, nhưng điều đó sẽ khiến cho những cơ thủ chuyên nghiệp cảm thấy thực sự rất là
bứt rứt và họ cũng không muốn phá nữa, bởi vì phá như vậy không hiệu quả. Lỗi, ta phải suy tính rất nhiều với hình bi này để có thể làm phát hết chấm. Phá đẹp lắm rồi, một cái lắc đầu đến từ Duy Tùng. Hình bi con bi số 3 đang hơi khó khăn một chút dành cho Duy Tùng thôi, một chút. Ai da, úi giời, quá tê. Rất đáng tiếc cho Trương Duy Tùng với một cú phá ăn được tận 3 bi. Và con bi số 2 sau đó là 4. Nhưng rất đáng tiếc. Thực sự là không còn từ nào để nói nữa ngoài từ rất đáng tiếc cả. Đỗ Hoàng Quân sẽ là người có cơ hội để dành cho mình điểm số thứ 7 ở trong trận thi đấu này. Ôi, hơi sát đi mục tiêu một chút. Hơi sát đi mục tiêu một chút. Đây rồi, điểm số thứ 7 cho Đỗ Hoàng Quân. Cú phá thuê của Trương Duy Tùng là quá tốt. Có vẻ như là sẽ có đôi chút giải lao trước khi đến với trận thi đấu tiếp theo. Và một chút giải lao. Time out. Và trong khoảng thời gian đó thì các bạn cũng hãy bổ sung cho mình một chút nước, một chút bỏng để có thể quay trở lại với bàn thi đấu sớm thôi.
Vâng, và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh 6 của Media Fulvia, và chúng ta chuẩn bị đến ngay với những diễn biến tiếp theo của trận thi đấu này giữa Đỗ Hoàng Quân và Trương Duy Tùng. Tiếp tục là một cú phá rất tốt nữa đến từ Đỗ Hoàng Quân. Tạm thời thì Đỗ Hoàng Quân đang dẫn trước Trương Duy Tùng với kết quả là 7-2 và thể thức thi đấu của chúng ta sẽ là chạm 9. Và sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, hy vọng rằng là Trương Duy Tùng đã có thể lấy lại được cho mình một chút những sự bình tĩnh và chính xác trong những đường cơ. Nhưng trong khi đó thì Đỗ Hoàng Quân đang đánh rất tốt. Đây là mình bị có thể đi chấm được dành cho Đỗ Hoàng Quân, xin lỗi các bạn. Và xin lỗi anh Quân nữa. Rất hay. Wow, đây rồi. Đây rồi. Sẽ là không còn gì cho Trương Duy Tùng nữa cả. Bởi vì bên phía bên kia thì đối thủ của anh quá biết điều. Đã điểm số thứ 8. Sẽ là điểm số thứ 8 dành cho Đỗ Hoàng Quân, rất đơn giản. Với Đỗ Hoàng Quân. Sự là không có bất kỳ một cơ hội nào dành cho Duy Tùng với cái hình bị đẹp như vậy sau khi phá. Đây là cơ hội cuối cùng của Trương Duy Tùng rồi. Không còn bất kỳ một cơ hội nào dành cho Duy Tùng nữa nếu như Duy Tùng đánh không tốt. Đỗ Hoàng Quân đang có điểm hưu. Thực sự khi mà đối phương có điểm hưu thì sẽ là một áp lực vô cùng lớn. Một áp lực mà không thể diễn giải được bằng lời. Một con bi một và một con bi cái đang không thuộc về nhau. Đánh an toàn. Một cú đánh an toàn. Không được rồi. Một cú đánh an toàn hơi phơi dành cho anh Trương Duy Tùng. Và cơ hội sẽ được chuyển lại cho anh Đỗ Hoàng Quân.
điều cái tốt. Tê lắm rồi. Anh Trương Duy Tùng có lẽ đang tê lắm rồi. Vấn đề bây giờ là anh Đỗ Hoàng Quân có dứt điểm được luôn hay không thôi. Rất hay. Không có bất kỳ một sai lầm nào trong những cú đánh của anh Đỗ Hoàng Quân. Và có lẽ là cầu thủ người Đà Nẵng sẽ mang về cho mình điểm số thứ 9 mà thôi. Không thể nào nghĩ tới một sai lầm ở thời điểm hiện tại được. Quá đẹp. Và có lẽ là anh Trương Duy Tùng sẽ bắt tay luôn. Không cần đánh copy mục tiêu số 9 này nữa. Không cần chờ đợi bất kỳ một điều gì nữa cả. Chúc mừng anh Đỗ Hoàng Quân. Và những sự tiếc nuối trên khuôn mặt và nụ cười của anh Duy Tùng. Lúc đến lúc đánh warm up này đánh bay thế chứ đi. Ôi giời ơi, tiếc quá anh ơi. Đánh bay quá. Vâng. Và có lẽ là mình xin phép được gửi lời tạm biệt các bạn trong ít phút. Và chúc các bạn có buổi trưa vui vẻ trước khi mà chúng ta chuẩn bị đến với những cái trận thi đấu tiếp theo của ngày thi đấu hôm nay.